Thưa quý vị, kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát ở thành phố Hồ Chí Minh, hàng trăm con hẻm, các khu phố đã bị phong tỏa cách ly, khiến cuộc sống của người dân nơi đây bị xáo trộn và thiếu thốn lương thực thực phẩm. Trước những khó khăn đó, rất nhiều các tổ chức, các cá nhân họ đã đứng ra làm công tác thiện nguyện. Tuy nhiên, vẫn còn gặp nhiều sự thách thức trong quá trình liên hệ với những người cần được giúp đỡ. Nhận thấy rõ điều đó, một nhóm công nghệ với founder trẻ Phạm Thanh Vi đã tạo ra một bản đồ cứu trợ có tên là SOS Map, giải pháp công nghệ giúp cho người cần và người nhận có thể dễ dàng được kết nối với nhau. Người cho người nhận gặp được nhau như thế nào trong đại dịch COVID-19? Đây sẽ là nội dung chính của Hashtag 247 ngày hôm nay. Cả khu trọ 69 phòng tại huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đã cách ly được 20 ngày. Đa phần những người sinh sống tại đây đều là hộ kinh doanh buôn bán và công nhân thất nghiệp. Biết đến bản đồ SOS Map qua mạng xã hội, chị Mai đã đại diện khu trọ để đăng ký cứu trợ nhu yếu phẩm. Mình buôn bán này cũng đang mấy ngày tháng rồi, tất nhiên thu nhập của mình không có mà còn phải đóng tiền trọ, tiền đồ nữa. Rồi mình cũng có cái hỗ trợ trên SOS đó, nhưng nhanh lắm mà, chỉ trong vòng khoảng chưa đến 1 tiếng đồng hồ đâu, là có người bên SOS gọi lại cho mình rồi để hỏi cung cấp thông tin chính xác này nọ rồi. Hình như cũng chỉ có một cái ngày sau á là mình nhận được. Trong khi đó, anh Lê Thiên Hà tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiên Giang, sau khi biết đến bản đồ SOS Map, đã ngay lập tức ủng hộ 100kg gạo để hỗ trợ bà con trong vùng dịch. Chỉ sau một vài thao tác đơn giản, anh đã có thể đăng tải thông tin và tiếp cận những trường hợp khó khăn ở gần mình. Theo anh, ứng dụng dễ dùng, dễ kết nối, kể cả với những người không giỏi về công nghệ. Cái ứng dụng này nó có lợi ích thiết thực, tại vì nó lên app như vậy là ở đâu cũng nhìn thấy được, là quá dễ. Được kích hoạt ngay thời điểm thành phố Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn giãn cách xã hội và nhiều người dân khó khăn cần được giúp đỡ, SOSmap.net là bản đồ giúp định vị vị trí những nơi đang cần giúp đỡ khẩn cấp. Với bản đồ này, các tình nguyện viên sẽ biết chính xác vị trí của người dân đang cần giúp đỡ để kịp thời tìm đến. Bà con đang thiếu thốn thực phẩm và các trường hợp khó khăn khẩn cấp có thể đăng ký thông tin. Thông tin của người cần hỗ trợ sẽ hiện thành những chấm đỏ trên bản đồ. Nhóm của SOSmap sẽ gọi điện xác minh và làm rõ nhu cầu của người nhận, rồi cử tình nguyện viên đến hỗ trợ. Những người muốn đóng góp nhu yếu phẩm và quà tặng cho bà con có thể đăng thông tin và đồng thời cũng được hiển thị trên bản đồ. Hiện tại thì cái số lượng mà request lên đó, trên hệ thống đó, mà yêu cầu nhận và cho là tổng khoảng 6.000, hơn 6.000 cái trường hợp rồi. Thì mỗi trường hợp như vậy là thường thường sẽ là một cái khu trọ hoặc là một cái hộ gia đình. Trung bình ấy, thì một cái request lên đó, thì tầm đâu đó khoảng 10 người đấy, cái tầm 10 người, trung bình là 10 người, có nghĩa là 60.000 người đấy. Vậy thì để xác nhận được tất cả thì tổng đồng viên bên mình đã bị overload để có thể gọi xác nhận. Thế nên là mình sẽ mở dữ liệu ra cho tất cả mọi người có thể vào để gọi điện xác nhận. Bản đồ cứu trợ SOS Map đang ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm, lan tỏa của cả người dân và những nhà thiện nguyện. Theo người sáng lập SOS Map, thanh niên 32 tuổi Phạm Thanh Vi cho biết, không chỉ hỗ trợ người dân trong mùa dịch, trong tương lai, đội ngũ mong muốn sẽ phát triển thành một kênh cứu trợ trong những trường hợp khẩn cấp như thiên tai hoặc các trường hợp như bạo lực gia đình, xâm hại tình dục. Đội ngũ hiện tại vận hành app ý nghĩa này gồm 4 admin, 21 tổng đài viên và tình nguyện viên tham gia các khâu lên tới 76 người. Vâng, trong bối cảnh của COVID-19, khi mà con người khó có thể kết nối trực tiếp với nhau, thì công nghệ là một cầu nối hữu hiệu để lá lành tìm đến với lá rách. Với giá trị cốt lõi là sự sẻ chia, ứng dụng SIM Unicorn ra đời với mong muốn là một cầu nối gắn kết giữa người cần giúp đỡ với những tấm lòng hảo tâm trên khắp cả nước. Phần tiếp theo của Hashtag 247 ngày hôm nay sẽ tiếp tục mang đến một giải pháp công nghệ để kết nối tình người ngay trong thời điểm khó khăn của dịch bệnh như hiện nay. Từ những dịch vụ nhỏ nhất, thiết yếu nhất như việc mua rau, mua gạo ở đâu, đến việc tìm kiếm cộng đồng có cùng nhu cầu, công việc, tất cả đều có thể dễ dàng kết nối qua ứng dụng SIM Unicorn. Ứng dụng mang đến giải pháp kết nối trực tiếp người có nhu cầu, người mua và người cung cấp, người bán trong phạm vi địa phương, tối ưu tìm kiếm, gia tăng lợi ích cho cả hai bên. Tất cả được dựa theo công nghệ xác định vị trí, từ khóa và hệ thống phân tích dữ liệu thông minh. Thì với SIM Unicorn thì những người đang cần, họ có thể thiết lập lên những cái từ khóa mà họ cần thiết, ví dụ cần gạo, cần sữa hoặc là cần giúp đỡ hoặc là cần bất kỳ một cái gì đó, thì những người xung quanh họ sẽ thấy được cái điều họ đang cần đó và họ sẽ tìm được ra đúng cái vị trí tương đối của cái người đang cần đó để liên hệ
Thì như vậy thì giải quyết được cái vấn đề là những người đang cần giúp đỡ thì sẽ tiếp cận được cái người đang giúp đỡ gần mình. Được thai nghén từ năm 2019, đến cuối tháng 7 năm nay, ứng dụng Sim Unicorn đã chính thức có mặt trên cả hai nền tảng Google Play Store và Apple Store. Là một ứng dụng mới xuất hiện trên thị trường, Sim Unicorn cũng là cầu nối giúp đỡ những người gặp khó khăn đến với những tấm lòng hảo tâm. Qua ứng dụng, các đoàn thiện nguyện dễ dàng tìm thấy những người cần giúp đỡ và đánh dấu các điểm thiện nguyện bằng từ khóa. Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều nơi, việc kết nối cung cầu ngay trong địa phương cũng giúp quá trình kết nối cung cầu trở nên nhanh chóng và thuận tiện. Sim Unicorn hoàn toàn miễn phí. Mọi người dù đang khó khăn như thế nào, mọi người vẫn hoàn toàn có thể cài đặt và sử dụng chỉ cần mọi người có điện thoại, chứ cũng không cần thiết là điện thoại thông minh. Bởi vì bạn có điện thoại, bạn có số điện thoại thì bạn có thể nhờ người có số điện, có cái máy điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng đó trên điện thoại của người ta và ghi số điện thoại của bạn lên. Thế là cái người cung cấp họ có thể gọi trực tiếp cho bạn. Chúng tôi đánh giá là qua tới cũng 3-4 lần điều chỉnh thì cái phiên bản này thì khá là thuận lợi. Ví dụ cái phần mà của thông tin cá nhân, rồi thông tin của cái đơn vị, rồi cả cái ai cần đạt được cáo chuộc, rồi những cái tính năng đặt sắp xếp để cho nó phù hợp. Ứng dụng Sim Unicorn cho phép người dùng tương tác với nhau bằng cách gọi điện, nhắn tin trực tiếp để xác minh thông tin. Điều này sẽ giúp người dùng biết được chính xác những địa điểm, thông tin đăng tải trên app. Thậm chí, sau khi đã kết nối được với nhau, người cho, người nhận cũng có thể liên hệ trực tiếp mà không cần phải thông qua ứng dụng. Hiện tại, đội ngũ phát triển Sim Unicorn gồm 12 người. Anh Nguyễn Hữu Duyên, đồng sáng lập Sim Unicorn, bày tỏ mong muốn trong tương lai mạng lưới người dùng sẽ ngày càng được mở rộng để tăng tính hiệu quả của ứng dụng. Thưa quý vị và các bạn, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh đã vừa chính thức cho ra mắt cổng thông tin COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ là covid19.hochiminhcity.gov.vn. Website này được tích hợp và cung cấp các thông tin như tình hình diễn biến dịch COVID-19 tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, bản đồ COVID-19 của thành phố, bản đồ phân tích nguy cơ của Ban Chỉ đạo Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh, biểu đồ thi đua mở rộng vùng xanh. Cổng thông tin này cũng cập nhật từng ngày số liệu về công tác ứng phó phòng dịch của Thành phố Hồ Chí Minh như khoanh vùng, phong tỏa, truy vết, công tác xét nghiệm, tiêm vaccine phòng COVID-19. Bên cạnh đó, người dân Thành phố Hồ Chí Minh có thể tìm kiếm trên cổng thông tin này các hướng dẫn y tế, thông tin phục vụ chăm sóc sức khỏe, văn bản điều hành mới nhất của thành phố. Đây cũng là kênh tiếp nhận góp ý, hiến kế cho công tác phòng chống dịch của Thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, thưa quý vị, theo số liệu từ công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, trong quý 2 năm 2021, lượng điện thoại thông minh xuất xưởng tại Việt Nam đã tăng lên đến là 11% so với cùng kỳ của năm ngoái, bất chấp dịch COVID-19. Trong đó thì phần smartphone đến từ các thương hiệu Trung Quốc đã chiếm đến một nửa thị trường này. Theo Counterpoint Research, Samsung tiếp tục duy trì vị trí đứng đầu thị trường với 37% thị phần tại Việt Nam. Những mẫu máy bán chạy nhất của hãng đều thuộc phân khúc tầm trung, giá rẻ như Galaxy M31, Galaxy A12 và Galaxy A02s. Ở vị trí thứ hai là Xiaomi với 17% thị phần. Hai dòng sản phẩm Redmi 9 và Redmi Note 10 đã góp phần không nhỏ vào sự thành công này. Oppo và Vivo lần lượt đứng ở vị trí thứ 3 và thứ 4, Apple xếp ở vị trí thứ 5 trên thị trường. Theo nhận định từ Counterpoint Research, người tiêu dùng tại Việt Nam vẫn ưu ái thương hiệu này. Điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho hãng trong thời gian tới. Vâng, chương trình ngày mua sắm trực tuyến lớn nhất ASEAN 2021 có tên là ASEAN Online Shelf Day 2021 được chính thức diễn ra từ 0 giờ ngày 8 tháng 8 tới đây và sẽ kéo dài đến 24 giờ ngày 10 tháng 8 năm 2021. Chương trình này do Brunei Darussalam, Chủ tịch năm ASEAN 2021 Singapore và Việt Nam đồng chủ trì và 10 quốc gia thành viên trong khối ASEAN cùng phối hợp triển khai các hoạt động cho chương trình. Ngày mua sắm trực tuyến lớn nhất ASEAN 2021, ASEAN Online Sale Day 2021, dự kiến thu hút hơn 300 doanh nghiệp, tổ chức đang kinh doanh trên các nền tảng số ở các lĩnh vực như sàn thương mại điện tử, thời trang, điện máy, dịch vụ, du lịch, đồ thủ công mỹ nghệ và một số lĩnh vực khác. Trong đó có hơn 100 doanh nghiệp đăng ký tham gia bán hàng trực tuyến tại thị trường Việt Nam. Chương trình bao gồm hai nhóm hoạt động hướng đến mua sắm thương mại điện tử trong nước và mua sắm thương mại điện tử xuyên biên giới giữa các nước trong khu vực ASEAN. Đặc biệt, trong chương trình năm nay, nhằm nâng cao lòng tin của người tiêu dùng đối với các sàn giao dịch trực tuyến xuyên biên giới, Việt Nam đã triển khai hệ thống giải quyết tranh chấp trực tuyến xuyên biên giới. Theo đó, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương
sau khi tiếp nhận khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến các giao dịch xuyên biên giới trong khuôn khổ chương trình, sẽ sử dụng hệ thống này để trao đổi, làm việc với đầu mối các nước trong ASEAN để giải quyết khiếu nại. Để tìm hiểu thêm, người tiêu dùng có thể truy cập website chính thức của chương trình tại địa chỉ www.onlineasean.com. Tiếp tục khẳng định vị thế và năng lực làm chủ công nghệ trong sự chuyển đổi mạnh mẽ, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT đã giành nhiều giải thưởng lớn dành cho các sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin tại IT Quartz Awards 2021, giải thưởng hàng đầu của ngành công nghệ thông tin toàn cầu. Theo Tập đoàn VNPT, trong năm thứ 2 tham gia này, VNPT là đơn vị đoạt nhiều giải thưởng nhất tại hạng mục giải pháp dịch vụ công nghệ thông tin mới, gồm 4 giải vàng dành cho các sản phẩm, hệ thống quản lý, chuỗi giá trị nông sản, VNPT Chat. Ở hạng mục giải pháp công nghệ lĩnh vực nông nghiệp, ứng dụng hỗ trợ người dùng quản lý các dịch vụ của VNPT, MyVNPT, ở hạng mục giải pháp công nghệ dành cho khách hàng cá nhân, hệ thống báo cáo thông minh VNPT VSA, ở hạng mục giải pháp công nghệ dành cho chính phủ và dịch vụ phần mềm quản lý nhà hàng eZOZO, ở hạng mục giải pháp công nghệ dành cho khách sạn du lịch. Ngoài ra thì VNPT còn đoạt một giải bạc dành cho hệ thống quản lý học tập VNPT LMS và một giải đồng cho hệ thống đăng ký và khám bệnh từ xa VNCare. Bên cạnh đó, VNPT còn được đánh giá cao ở nhiều hạng mục khác như một giải vàng cho giải pháp marketing số VNPT Digital Marketing, một giải đồng cho giải pháp bảo mật VNPT Smart IR và hai sản phẩm nền tảng kết nối Internet vạn vật VNPT IoT sở hữu giải bạc và giải pháp Smart Vision nhận giải đồng cùng tại hạng mục trí tuệ nhân tạo AI.